em cũng không biết nữa. Nhưng chắc có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu rồi. Mà em yêu ai? Em yêu một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Em đã yêu một người xa lạ. Hết rồi. Anh Chu Sa, anh làm sao vậy? Em yêu là có tội phải không anh? Không không yêu nhau, không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu ôm ấp mày trong. Lời anh nói sao em chưa hiểu được.
thương với nhà. Anh yêu em. Anh yêu em. Trời ơi, tại sao vậy? Yêu đứa em gái ruột của mình. Anh điên thật rồi. Anh điên thật rồi mà chú sai. Phải tiếng Kiều ơi, anh đã điên vì 17 năm qua muốn nói yêu em nhưng chưa một lần. Anh yêu